của Đại học FPT với chủ đề Hà Nội ngày nay. Có những thời đoạn của bom lửa oanh hùng, có những thời đoạn của hòa bình xây dựng. Tôi cũng là một thực thể như bao con người, có linh hồn và thể xác của mình. Mỗi chặng thời gian qua, những tế bào trong cơ thể tôi cũng thay đổi dần, diện mạo của tôi, hình hài của tôi cũng vậy. Và đến khi cái ngày trọng đại tôi tròn 1.000 tuổi, tất cả các tế bào trên cơ thể tôi đều thúc giục rằng tôi cần phải làm một điều gì đó thật lớn lao. Đứng trước ngày mà mình bước sang tuổi 1.000, tôi cũng như bao nhiêu con người có những cảm xúc vô cùng hỗn độn. Tôi là ai? Trông tôi như thế nào? Mọi người đang nhìn nhận tôi ra sao? 1.000 tuổi, tôi lại làm cái việc mà cứ mỗi thời đoạn quan trọng mà người ta hay làm, đó là nhìn lại và đi tìm định nghĩa giá trị về mình. 1.000 tuổi và lại rơi vào năm 2010, cái năm mà loài người đã đi được một thập kỷ sang kỷ nguyên 21 hiện đại. Tôi, một Hà Nội vốn dĩ ăn sâu trong tâm thức với một vài những từ như cổ kính rêu phong, bình yên thanh lịch, giờ có còn vẹn nguyên như vậy. Một năm, một con người còn có thể chẳng nhận ra. Đến 1.000 năm, tôi cũng cùng đi với bánh xe lịch sử và có những diện mạo mới mẻ của riêng mình. 1.000 năm, tôi đã từng là những trang sử và huyền thoại hào hùng. Cũng hoàn toàn bình thường. Truyền rằng nơi đây hồ hương được biết xanh vì trời xanh. Truyền rằng